trong đáy lòng lý trường thọ lóe lên linh quang. Chậm đã. Nếu chính mình cố ý mang một đội thiên binh ra khỏi thiên môn, nghênh ngang đi đến cản nguyên sơn, rất có thể sẽ rước lấy yêu tộc phây công, như thế liền có thể thuận lợi bày ra đội trạng cho lục áp, lại để cao thủ xuyền giáo danh chính ngôn thuận ra tay đối với yêu tộc. Ý niệm này mới vừa nổi lên, lý trường thọ suy nghĩ đôi chút, lại lập tức bỏ đi cái ý niệm này, quả thật, đây là một kế sách không tồi, chỉ là kể từ đó, thiên binh chính mình mang đi ra ngoài sợ làm người khó còn một. Hy sinh như vậy cũng không cần thiết, còn có rất nhiều biện pháp đánh tan yêu tộc, hơn nữa thời cơ hiện tại cũng không tính quá tốt. Biện Trang ôm quyền hỏi. Thủy thần đại nhân, mà tướng ở đây, có việc ngài cứu việc phân phó, tâm niệm của Lý Trường Thọ chuyển động, ấm giọng nói. Biện phó thống lĩnh gần đây có công giúp nhân duyên điện, ở chỗ ta có một việc cần làm, không biết biện phó thống lĩnh có hứng thú hay không cho dù tan xương nát thịt, một lần chết không chối từ. Không cần như thế, không cần như thế, Lý Trường Thọ híp mắt cười khẽ. Chỉ là để cho biện phó thống lĩnh hiển lộ hạ mị lực cá nhân, thực hành các loại lý luận biện phó thống lĩnh nói đối với Nguyệt Lão trước đây, ôi chao, biện trang nháy mắt mấy cái, chỉ thấy bối rối. Càn Nguyên Sơn ở phía tây nam của Cô Luân Sơn, cách Cô Luân Sơn cũng không tính quá xa, ẩn vào điểm danh giới của mấy Sơn một đại tiên tông, tạo cảm giác như đang ở ẩn trong thành lớn. Phàm luyện khí sĩ tin tức linh thông một chút, đều biết càn nguyên sơn này chính là đạo trường của thái ất chân nhân. Mấy đại tiên môn kia cũng liệt phương viên mấy trăm dặm chung quanh càn nguyên sơn vào cấm địa, ngày bình thường không có người dám đi quấy dày. Tự nhiên, đại trận thủ hộ trên càn nguyên sơn cũng không phải là kim tin tầm thường có thể phá. Một đóa mây trắng bay xuống từ trên cao, không nhanh không chậm bay tới càn nguyên sơn, trên đó có một vị lão thần tiên tóc trắng áo trắng đứng tất nhiên là thủy thần thiên đình đại danh đình đình đạo nhân giới lý trường thọ cảnh giới kim tiên phẩm chất cao lúc thái ất chân nhân mời lại không có cường điệu nhất định bản thể phải đến đây đạo nhân giới lý trường thọ là loại hóa thần khí thác tâm thần đến đây phó ước cũng không tính thất lễ lý trường thọ chủ yếu là sợ bản thể đến đây sẽ bị thái ất chân nhân cứng rắn chọc tức đến mức đánh nhau ừm cũng không phải là bởi vì sợ chết mà không dám ra ngoài cầm ngọc hù của thái ất chân nhân lý trường thọ bay đến ba trăm bên ngoài càn nguyên sơn ngọn núi hoang thoạt nhìn không có manh mối gì kia đột nhiên nở rộ ánh vàng đại trận hộ sơn hiện ra hình dáng chuông đồng vàng đại trận nứt ra một khe hở hai đạo thân ảnh quen thuộc bay ra từ trong trận đứng ở trên mây chờ đợi vị đạo nhân gầy gò mặc áo bào đỏ trên người bên trái kia tất nhiên là thái ất chân nhân y mày kiếm mát sáng mũi cao thẳng khuôn mặt góc cạnh rõ ràng có một chút anh tuấn xem như bên trong nam tên tam giáo giá trị nhan sắc và dáng người đều thuộc một nắm đỉnh tiêm kia đáng tiếc không phải là người cơm ở bên người thái ất chân nhân người có khuôn mặt bình thường cho người ta cảm giác đồn hậu dày đặc lại là ngọc đỉnh chân nhân vừa thấy được vị ngọc đỉnh chân nhân này trong đáy lòng lý trường thọ liền nhẹ nhàng thở ra tối thiểu nhất hôm nay lúc hắn và thái ất đánh nhau vẫn sẽ có đại lão xiển giáo đứng ra can ngăn cách mấy trăm trượng lý trường thọ vái chào thái ất chân nhân cùng với ngọc đỉnh chân nhân cùng nhau hoàn lễ nhưng thái ất chân nhân há miệng chính là mang theo ghét bỏ ha ha bần đạo quả nhiên không thể so sánh cùng với sư tỷ dung muội tiệt giáo đi lên bên trên tam tiên đảo thủy thần liền dùng bản thể đến cản nguyên sơn của ta liền tùy tiện dùng hóa thân ai lý trường thọ cười nói bây giờ yêu tộc nháo sự trên đường đi không an ổn tu vi của ta nông cạn nếu không có cao thủ ở bên cạnh làm bạn bản thể tất nhiên là không dám đi lại nhiều ha ha rốt cuộc vẫn là trách ta không đón ngươi thái ất chân nhân dùng tay làm dấu mời Mời thủy thần, ngày hôm nay bần đạo có việc muốn nhờ, chúng ta đi vào trò chuyện với nhau, lý trường thọ hàn huyên vài câu, cưỡi mây bay về phía trước, thành thành thật thật đứng ở bên người Ngọc Đình chân Nhân, cùng nhau đi vào với hai vị cao thủ xuyền giáo. Đại trận hộ sơn khép kín, cũng ngăn cách những tiền thức dò xét nơi đây ở bên ngoài, vừa mới tiến vào đại trận, ánh mắt của lý trường thọ, liền bị vách đá trên động phủ phía trước hấp dẫn. Ở trước động phủ, mấy vị đồng tử xếp thành một loạt, bưng trái cây rượu. Bên cạnh mấy vị đồng tử này, còn có một tiểu tiên tử mặc đạo bào đầu buộc tóc viên đan ăn mặc tinh xảo hơn rất nhiều so với đồng tử chỗ đứng cũng khá cao hẳn là đệ tử của thái ất chân nhân đợi chút đồ đệ của thái ất chân nhân không phải chính là na cha kiếp trước vị linh châu tử kia mặc dù lý trường thọ ở bên trong hồng hoang cho tới bây giờ cũng không có nghe người ta nói đến linh châu tử nhưng chuyện xưa na cha lý trường thọ làm sao có thể không biết na cha làm sao có thể là nữ y không phải là con trai thứ ba của lý tĩnh sao vị tiểu tiên tử tuấn tú này, không phải là sư tỷ sư muội của Linh Châu từ đó chứ, thái ất chân nhân cưỡi mây đáp xuống, dùng ngữ điệu vô cùng ôn nhu nói. Đồ nhi ngoan, còn không hành lễ, vị này là trường canh tiên nhân nhân giáo, thủy thần thiên đình, ngày hôm nay chính là vi sư mời đến, đại tiên nhân chữa bệnh cho ngươi. Tiểu tiên tử kia lập tức ngừng thở, hai tay nhỏ nắm bắt góc áo, đôi mắt to đung đưa, bờ môi nhấp mấy lần tích lũy sức lực, mới nhỏ giọng hô hào đệ tử linh châu tử bái bái kiến trường canh sư thúc trên đỉnh đầu của lý trường thọ toát ra mấy cái dấu hỏi nếu không phải lỗ tai của chính mình không tệ thật sự không nghe được lời nói nhỏ như tiếng mũi này sau đó tiểu tiên tử này tháp giọng nói sư phụ đệ tử không có bệnh không có bệnh vậy ngươi nói chuyện lớn tiếng một chút thái ất chân nhân ấm giọng nói lấy ra một chút dáng vẻ của nam tiên, để vi sư và sư thúc ngây nhìn. Vâng. Tiểu tiên tử đáp ứng một tiếng, sau đó khẽ hít vào một hơi, bày ra trung bình tấn, nắm lại nắm đấm, đánh ra một quyền về phía trước, quyền phong có đạo đạo khí lãng phun trào, sau đó còn tăng thêm một câu. Hay, lý trưởng thọ. Ngọc Đình chân Nhân ở bên cạnh yên lặng nâng hai tay lên, vỗ nhẹ nhẹ hai lần, nạn ra nụ cười khó coi đối với Linh Châu Tử, trầm giọng nói. Đùa. À, Linh Châu Tử dùng hai tay che mặt, quay người chạy về động phủ, để lại một đường bụi mù, còn có thanh âm kia. Ngọc Đỉnh sư thúc quá chán ghét. Sư phụ, Linh Châu thật sự không có bệnh, hai mắt của Lý Trường Thọ thất thần trong nháy mắt, tam đại thần đàn hải hội, danh tướng thiên đình tương lai. Thái ất chân nhân ở bên cạnh không nhịn được ngửa đầu thờ dài. Bần đạo đây là làm ra nghiệp gì? Trường canh, giúp bần đạo một chút, nghĩ biện pháp làm cho y nhiều hơn một chút khí tức dương cương, không thì bần đạo thật sự không biết nên phục mệnh như thế nào đối với lão sư. Ngọc Đình sư thúc quá đáng ghét, giọng nói này luôn văng vẳng bên tay lý trường thọ, không thể tiêu tán trong chốc lát. Linh Châu Tử, tiểu na cha không sợ trời không sợ rớt, dùng trường thương đâm cha ruột, khuấy đảo Đông Hải, càn không quyền đánh lão Long Vương, đến nhỏ này rốt cuộc đã trải qua những gì? lão tử trên cao, lẽ nào tính khí của Linh Châu Tử đã thay đổi mạnh mẽ vào lúc chuyển thế? Linh Châu Tử chuyển thế cũng không trải qua lục đạo luân hồi bàn, sau khi hóa thành na cha, dường như chỉ là ký ức bản thân biến mất, tu vi cơ sở của Linh Châu Tử hẳn là vẫn còn, theo lý thuyết, tính tình sẽ không có biến hóa quá nhiều. Đây là lần đầu tiên Lý Trường Thọ cảm giác được, chính mình có chút không hiểu được bối cảnh hồng hoang, đại kiếp phong thần này. Trường Canh, ngươi là người có nhiều ý tưởng được tam giáo công nhận, thái ất kéo cánh tay của đạo nhân giới lý trường thọ xem như bần đạo thiếu ngươi một cái nhân tình hãy giúp ta đưa ra chú ý lý trường thọ trầm ngâm vài tiếng bình tĩnh gật đầu nói sự tình của lệnh công tử không phải sự tình của linh châu tử sư điệt vì sao còn phải bàn giao đối với thánh nhân lão gia thái ất chân nhân thở dài vừa lôi kéo lý trường thọ tiến vào động phủ vừa giải thích đồ như này của ta vốn là một viên linh châu thai ngén ở bên trong bảo trì côn luân sơn hấp thu tinh hoa nhật nguyệt từ thượng cổ đến nay dần dần có linh trí lai lịch thanh chính tư chất bất phàm nếu như biến hóa liền có thể thành tựu thanh phúc nguyên thần lão sư đưa linh châu cho ta bảo ta trợ giúp y biến hóa thu làm đệ tử bồi dưỡng ba ngàn năm sau khi biến hóa liền hóa thành đồng tử bộ dáng năm sáu tuổi ai thái ất chân nhân thở một hơi thật dài ban đầu cũng không cảm thấy gì bởi vì linh châu hóa thành năm đồng bản thân không có khí tức dương cương cũng không có khí tức âm nhu cũng hợp tình lý nhưng dần dần liền phát hiện ra tính tình của y lại là có một chút mềm mại trong khi nói chuyện lý trường thọ cùng với ngọc Đình chân nhân đã đi theo thái ất chân nhân tiến vào kim quang động thái ất chân nhân không có mời hai người bọn hắn cũng không có khách khí trực tiếp ngồi vây quanh một chiếc bàn đá lý trường thọ suy tư đôi chút lại hỏi có thể lấy một thí dụ kỹ càng hay không thái ất chân nhân ngẫm nghĩ nói năm thứ năm sau khi y biến hóa phía trên một chỗ sườn núi càn nguyên sơn bụi cỏ và hoa dại đầy khắp núi đồi một thanh niên đạo sĩ anh tuấn đà tọa tu hành dưới ánh mặt trời cách đó không ra có một đồng tử thanh tú đang mở ra tay nhỏ không ngừng bắt bướm đồng tử hét lên một tiếng thanh niên đạo sĩ mở mắt ra vừa thấy chán đột nhiên tối sầm đồng tử đang ngồi xồm trên mặt đất cẩn thận ôm một con bướm trong tay thôi một hơi tiên khí vào con bướm thì thầm thật xin lỗi đã làm tổn thương ngươi con bướm nhỏ nhẹ nhàng vung vẩy cánh sau đó chậm rãi bay lên dạo qua một vòng bên cạnh người đồng tử đồng tử phát ra tiếng cười như chuông bạc đúng vào lúc này hô một vệt bóng đen dáng xuống từ trên trời đó là một bàn chân to trực tiếp ngăn ở trước mặt nam đồng trên trán của thanh niên đạo sĩ nổi gân xanh cầm nhẹ nói nam tử hán là nghịch bướm như vậy sao đồng tử bĩu môi nước mắt rưng rưng sư sư phụ ngài đã hù dọa bướm nhỏ. Hù dọa, thanh niên đạo sĩ mỉm cười, hai mắt phảng phất như hóa thành hình tam giác, trong đó lẽ ra ánh sáng tràn đầy ác ý. Nâng tay trái lên, đầu ngón tay tách ra một tia tiên quang, thanh niên đạo sĩ lạnh nhạt nói. Hôm nay liền muốn để cho ngươi nhìn xem, nam tử hán là chơi đùa như thế nào, âm dương nhất chỉ, hai chỉ, ba chỉ, hưu hưu hưu. Mấy đạo lưu quang bay vụt mà qua xung quanh con bướm, con bướm liều mạng đập cánh đồng tử bị dọa che miệng khóc lớn thanh niên đạo sĩ không ngừng đuổi theo con bướm ở phía sau đầu ngón tay bắn ra đạo đạo lưu quang phát ra một hồi tiếng cười to càn rỡ thái ất chân nhân dứt lời nhìn hai tiên nhân trước mắt ma quyền sát trường từng người lấy ra pháp bảo đạo môn xê dịch ghế hướng về phía sau hai vị sư đệ các người muốn làm gì phần đạo đây cũng là vì dẫn linh châu tử trở về chính đồ tiểu đình trong tay ngọc đỉnh chân nhân nhẹ nhàng chấn động chừng mắt nhìn thái ất chân nhân lại thu hồi tiểu đình lý trường thọ cũng thu hồi đại vũ trị thủy đồ vừa rồi thấy ngọc đình chân nhân muốn động thủ vốn định thuận thế hùa theo kiếm một đợt ân tình ngọc đình chân nhân nói tính tình của linh châu tử như thế chính là do sư huynh ngươi tạo ra không 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 thái ất chân nhân không ngừng lắc đầu tính tình này là trời sinh bần đạo vất quá là muốn kích thích y bảo hộ bướm nhỏ có mấy phần đảm đương trường canh có biện pháp gì không? Lý Trường Thọ nói. Có thể nhìn xem Linh Châu Tử Sư Điệt hiện tại đang làm cái gì hay không? Thiện, Thái Ất chân Nhân không chút do dự liền đáp ứng, dẫn tới một chút dòng nước từ một phương vào ao trong động phủ, gió thành một mặt thủy kính, trong đó hiện ra tình huống của Linh Châu Tử vào giờ phút này, Lý Trường Thọ. Người vì sao thuần thục như thế? Linh Châu Tử đang nằm trên giường, ôm một chiếc chăn mỏng không nhúc nhích tại kia. Ngọc Đỉnh chân Nhân ân cần nói đây là sao? Đại khái là bị đả kích, thái ất chân nhân đưa tay nâng chán nói. Chờ một lúc các người sẽ thấy, đến rồi. Thái ất chân nhân vừa dứt lời, bên trong thủy kính truyền ra một tiếng thở dài, Linh Châu Tử duỗi đầu ra từ trong chăn, lộ ra một khuôn mặt nhỏ thanh tú nước mắt chưa khô lại tràn đầy kiên định. Lúc này Linh Châu Tử đã là tương đương với nhân tộc 18-19 tuổi, cái đầu cũng không tính thấp, nhưng thân hình có một chút đơn bạc, khuôn mặt cũng không thể nói giống nữ, nhưng bởi vì là linh châu chuyển thế, linh khí xác thực nhiều hơn một chút. Y xoay người nhảy lên ở trên giường, đi tới phía trước gương dựng thẳng ở bên cạnh, hé miệng nhìn chính mình trong gương, sau đó bày ra vẻ mặt cao có nhìn chăm chăm, chà, nếu không có nụ cười nơi khóe miệng, xác thực rất uy nghiêm. Sau đó linh châu tử chán nản thở dài, đứng ở trước gương trầm tư một hồi, lại giữ vững tinh thần, hai tay chống nạnh, ưỡn ngực ngẩng đầu, tay nhỏ hướng về phía trước vung lên, lanh lảnh nói, ta chính là linh châu tử đệ tử của thái ất chân nhân càn nguyên sơn yêu ma quỷ quái nhanh chóng lui ra ô ta cũng rất là khí khái đó bên trong phòng tiếp khách cách động phủ hơn mười trượng thái ất chân nhân tản đi thủy kính không nhịn được ngửa đầu thở dài ô cái gì lý trường thọ ở bên cười nói mặc dù nói như vậy sư huynh có lẽ sẽ không vui nhưng linh châu tử như vậy cũng đã không tồi luyện khí sĩ chúng ta sao phải câu nệ tại dương cương khí có một chút sinh linh giống được tính tình ôn nhu trời sinh liền tương đối thanh tú cũng có sinh linh giống cái trời sinh cương liệt tùy tiện đây đều là hợp lý chúng ta nên bao dung miễn là chúng ta không theo đuổi sự tương phản này sẽ có không có vấn đề gì lớn cả ngọc đỉnh chân nhân chậm rãi gật đầu trầm giọng nói trường canh sư đệ nói có lý có lý cái gì không phải là đồ đệ của ngươi ngươi không nóng này thái ất chân nhân thở dài tính tình của y như thế sẽ ảnh hưởng đến tiến cảnh tu hành, sau này nói không chừng sẽ được gieo vào lòng chính mình trong tương lai. Bần đạo âm thầm an bài cho y mấy lần thí luyện, mỗi lần y đều biểu hiện ra một mặt không quả quyết, nhân từ nương tay, gặp được khó khăn liền sợ giật mình, khóc suốt mướt không làm ra bất kỳ ứng đối nào, như vậy sao có thể sinh tồn trong hồng hoang. Cũng không thể tu hành trong động mấy nguyên hội không ra ngoài chứ, lại nói, tính tình như thế, cho dù thành tựu trường sinh đạo quả, ra ngoài đi lại, nói không chừng sẽ bị thiên tiên giết. Lý Trường Thọ cẩn thận suy nghĩ, cho nên đây chính là căn nguyên ngài khi dễ thải kỳ nương nương. Bất quá thái ất chân nhân có cảm giác nguy cơ như vậy, cao thủ xiển giáo hiểu tiên hạ thủ vi cường, xác thực cũng được xưng tụng là ngoan nhân. Mặc dù tu vi hơi kém so với ngoan nhân chân chính, Ngọc Đình chân nhân nói. Tính khí dịu dàng và tử tế cũng không phải là chuyện sai, thiên địa hiện nay nơi nào không biết tam giáo, tình hình ngoại giới linh châu tử phải đối mặt, đã là hoàn toàn khác biệt cùng với chúng ta xông xáo trong hồng hoang năm đó, Thái Ất chân Nhân lắc đầu nói. Sư đệ, nhất định phải đề phòng cẩn thận, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, nếu không luôn đề phòng như vậy, sau này tất nhiên sẽ gặp thua thiệt, dù sao, vân đạo là sư phụ của Linh Châu Tử, nhất định phải khiến cho tính tình của y ngay ngắn trường canh, có rượu kế gì không. Lý trường thọ trầm ngâm vài tiếng, ngồi ở kia lặng lặng suy tư, Thái Ất chân Nhân đợi một hồi, nhỏ giọng nói luôn cảm thấy ngươi không phải đang suy nghĩ giúp linh châu tử như thế nào mà là đang muốn đập bần đạo một đòn trúc như thế nào sao sư huynh lại nói như vậy lý trường thọ cao mày nói ta như thế nào là người không có lợi không dậy sớm như vậy nếu như thế sao có thể được huyền đô sư huynh tín nhiệm Tộc đỉnh chân nhân ở bên cạnh quang tới ánh mắt tán thưởng ai ngờ lý trường thọ xoay truyền lời nói bất quá thái ất sư huynh cứng rắn muốn cho một chút ân tình thủ lao ta cũng không tiện chối từ nếu không sẽ không cho sư huynh mặt mũi, thái ất chân nhân cười ha ha. Không cần, vi huynh không cần lớp vải lát như mặt mũi. Ai, tính tình chính là thiên định, lý trường thọ lộ vẻ mặt đồng tình. Cho, cho, cho. Thái ất chân nhân cười mắng. Ngươi nghĩ muốn ân tình nào, vi huynh cho còn không được sao, vẻ đồng tình bên trên mặt lý trường thọ, lập tức hóa thành ý cười ấm áp, chậm rãi nói. Bớt quá, Tính cách sau này cũng là có thể cải thiện, chúng ta nghĩ cách, tiến hành theo chất lượng hẳn là sẽ có hiệu quả." Thái Ất chân nhân nói. "Vậy ngươi nghĩ muốn loại ân tình nào?" Lý Trường Thọ ngẫm nghĩ, cười nói. "Tất nhiên là ân tình lúc có việc cần giúp đỡ, sẽ mời sư huynh ra tay hoặc là thu tay lại." Thái Ất chân nhân đột nhiên cười. "Cho dù không có việc của sư điệt này, ngươi có việc đi đến Càn Nguyên Sơn cầu bần đạo, bần đạo còn sẽ cự tuyệt ngươi ở ngoài cửa hay sao?" thiện lý trường thọ cùng với thái ất chân nhân lướt nhìn nhau hai người bèn nhìn nhau cười ngọc đình chân nhân lắc đầu mang theo băng ghế đá của chính mình cách hai tiên nhân này hơi xa một chút thái ất chân nhân lại hỏi trường canh rốt cuộc có rượu kế gì chuyện này hơi phức tạp lý trường thọ nói trước tiên tạm thời để cho ta chuẩn bị nửa ngày lại trò chuyện với sư huynh thái ất chân nhân nghe lời này lo lắng trong đáy lòng biến mất hơn phân nửa nói tiếng cảm ơn đối với Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ nhắm hai mắt lại, hơn phân nửa tâm thần rút trở về nơi bản thể, mở ra một cuốn quyển trục, bắt đầu cẩn thận suy nghĩ loại sự tình giúp người đổi tính cách này. Trước đây Lý Trường Thọ cũng chưa làm qua, nhưng lại biết đây không phải là chuyện sớm chiều có thể sửa, nhất định phải có một quá trình. Cho nên hắn cần làm là chế định một kế hoạch trường kỳ. Ngày hôm nay Lý Trường Thọ cầm lấy hứa hẹn ân tình của Thái Ất Chân Nhân, kỳ thật cũng là vì thời giờ Đại Kiếp Vong Thần phủ xuống tham gia vào trong cố sự, có thể nhiều thêm một chút quyền chủ động. Thái ất trên nhân dùng lửa đốt thạch kỳ nương nương, đây được coi như là xung đột trực diện giữa hai giáo bên trong đại kiếp phong thần. Bất quá lai lịch của thạch kỳ nương nương tại tiệt giáo không sâu, chỉ là một tán tiên, cũng không gây nên quá nhiều phản ứng của tiệt giáo. Nhưng cho dù là như vậy, cũng có khả năng bị người hữu tâm lợi dụng. Chỉ một tên lửa cũng có thể tạo thành đám cháy. Vị thạch kỳ nương nương này nếu là hạng người lương thiện, lý trường thọ tiến hành thăm dò danh giới cuối cùng của thiên đạo, đến lúc đó tự nhiên sẽ thử cứu nàng. Muốn thay đổi kịch bản của thiên đạo, nào có dễ dàng như vậy? Hà, chính mình có thể hay không ở bên trên tính tình của Linh Châu Tử, lại hạ một chút công phu, tuy nói không biết ảnh hưởng của Na Cha đối với hậu thế bao lớn, nhưng tóm lại là có thể thùng một lần. Ý niệm tới đây, Lý Trường Thọ hạ bút như thần, thêm một mũi tên dài từ phải sang trái trên quyển trục, đánh dấu các tùy chọn lên và xuống ở đầu mũi tên. Sau hai canh giờ, bên ngoài phòng bài bạc tiểu Quỳnh Phong, Lý Trường Thọ cầm một khối ngọc phù ghi chú cất bước đi tới. Linh Nga, Giang Lâm Nhi, Tử Vũ Thi bên trong lầu các lập tức úp quân bài trong tay, mặc dù không biết vì cái gì, nhưng ba nữ tử vượt ngang bối phận này, vào giờ phút này đều có chút tâm hư. Sư Tổ, Sư Thúc Lý Trường Thọ vái chào, mỉm cười đi vào nhà, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Hôm nay tới đây, chủ yếu là có một chuyện nhỏ hỏi thăm Sư Tổ, Giang Lâm Nhi có một chút kinh ngạc chỉ chóc mũi của mình. Ta, Lý Trường Thọ nói. Không sai, càng nghĩ, càng thấy hỏi sư tổ vấn đề này là thích hợp nhất. Người đột nhiên hỏi như vậy, làm cho bản sư tổ tương đối không thích ứng. Giang Lâm Nhi lập tức ngồi nghiêm chỉnh, lại cảm thấy có một chút không được tự nhiên, chân trái liền nhấc dẫm ở bên trên ghế bành, váy rũ xuống. Cứ hỏi đi. Sư tổ, mặt mũi của Lý Trường Thọ tràn đầy nghiêm túc, hỏi. Năm đó lúc sư tổ vừa rời khỏi độ tiên môn đi ra bên ngoài sông sáo, tính tình hẳn là ngoài mềm trong cứng, có một loại không chịu thua, muốn ra bên ngoài lịch luyện, liều mạng xông vào cảnh giới thiên tiên một lần, đúng không? Giang Lâm Nhi nháy mắt mấy cái. Đúng thế. Như vậy, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Lý Trường Thọ buồn bực nói. Mới khiến cho sư tổ từ tính tình ngoài mềm trong cứng, biến thành trong ngoài nhất trí. Chuyện này sao? Giang Lâm Nhi vân vê cái cằm mịn màng của mình ngâm khẽ một hồi, trên đầu như có bong bóng xuất hiện dần dần biến lớn, bên trong sạt qua một vài bức hình ảnh. Đó là lúc nàng mới vừa đi ra ngoài lăn lộn, tiểu đoàn đội tán tu chảm yêu trừ ma mới vừa chia chác xong phần thưởng, một đám tán tu mũi đao liếm máu, tập hợp cùng một chỗ uống rượu nói chuyện phiếm. Lâm Giang, ngươi có phải nữ giả nam hay không, lớn lên thành tú như vậy, làm sao có thể? Ta cũng không có dùng chứng nhãn pháp. Giang Lâm Nhi vỗ ngực một cái, mấy đồng bọn lập tức quang tới ánh mắt tín nhiệm, tiếp tục uống từng ngụm rượu lớn, ngoạm miếng thịt lớn. Ơi! Ừ. Giang Lâm Nhi dùng một tay nâng chán, nàng hiện tại dù sao cũng là phụ nữ có chồng, sinh hoạt hạnh phúc mỹ mãn, những đoạn lịch sử đây này vẫn là tận lực không muốn đề cập tới, Lý Trường Thọ cười nói. Ta đã hiểu đại khái, đa tạ sư tổ hả, người rõ ràng gì? Giang Lâm Nhi giật mình, vỗ bàn một cái đứng dậy, quá. Ta cũng không có uống rượu đánh nhau cả ngày cùng với một đám hán tử, vào thời điểm ta tu hành và ngủ, đều là tách ra cùng với bọn hắn, Linh Nga cùng với tử Vũ Thi lết nhìn nhau, từng người che miệng cười khẽ. Đúng, đúng, đệ tử cũng không có nghĩ lung tung. Lý Trường Thọ mỉm cười gật đầu, viết một câu gần đèn thì sáng gần mực thì đen, đồng bạn rất trọng yếu ở trong ngọc phù sau đó lý trường thọ lại hỏi sư tổ cảm thấy phẩm tính nào của nam tử là quý giá nhất đồng thời khác với nữ tử Ừm, giang lâm nhi ngẫm nghĩ có đảm đương có đảm đương vũ thi sư thúc ngài nghĩ sao tử vũ thi cũng nghiêm túc suy tư một hồi nói khẽ một mình đảm đương một phía lý trường thọ nghiêm túc ghi lại lại nhìn về phía linh nga quay người làm như muốn đi sư huynh không hỏi ta sao không cần vì huynh đã sớm biết đáp án của muội đừng mà sư huynh hỏi một chút đi nói không chừng không giống như suy nghĩ của sư huynh là thận trọng thận trọng trọng yếu nhất sư huynh ai đã đi mất linh nga yếu ớt thở dài rước lấy một hồi hoan thanh tiếu ngựa bên trong phòng bài bạc trong chốc lát lý trường thọ ngừng chân tại vườn linh thú hỏi thăm Hùng Linh Lị vấn đề giống như vậy, cơ bắp của Hùng Linh Lị gần đây lại có một chút to ra. Nhất định phải to hơn ta, Lý Trường Thọ mỉm cười gật đầu, suýt nữa bóp nát ngọc phủ. Không bao lâu, đạo nhân giấy Lý Trường Thọ xuất động, tiến hành điều tra bốn phía, ở bên trong thiên đình, hỏi ý Long Cát, hỏi ý giao chỉ tên tử, hỏi ý tướng lĩnh phủ thủy thần, ở bên trong miếu hải thần, hỏi ý thần sứ, hỏi ý người coi miếu, hỏi ý một ít phàm nhân đã có tuổi cuối cùng chỉnh lý hoàn thiện đáp án nhận được bổ khuyết chỗ trống kế hoạch chính mình làm ra sửa chữa một ít chi tiết mới đưa phần kế hoạch này giảng thuật cho thái ất chân nhân nghe nói chung chính là ném linh châu tử vào bên trong thiên bình thiên tướng hôn đúc một thời gian thái ất chân nhân có một chút kích động đưa tay lôi kéo cánh tay của lý trường thọ thở dài đồ nhi bảo bối của ta tạm thời liền giao phó cho sư đệ ngươi sư huynh yên tâm ta nhất định sẽ nỗ lực hết sức Lý Trường Thọ ấm rộng đáp ứng, sau đó lại nói. Sau đó lúc sư huynh nói việc này đối với Linh Châu Tử Sư Điệt, không cần phải nói quá nhiều, liền nói, đây là phương pháp tu hành trở thành nam nhi đỉnh thiên lập địa tốt nhất. Ừm, đều nghe theo sư đệ, nhất định phải làm cho y lớn gan một ít, không được sợ hãi rụt rè, thái ất chân nhân nói. Cho dù lỗ mãng một chút cũng không sao, đứa nhỏ này, tính tình từ nhỏ đã mềm, cho dù gặp rắc rối cũng sẽ không cứng được, cái chán của lý trường thọ trong mấy vạch đen chỉ thiếu một chút hắn liền thật sự tin tại càn nguyên sơn một đóa mây trắng bay ra từ bên trong kim quang đại trận chậm rãi bay lên phía tinh không trên mây lý trường thọ cúi đầu nhìn về phía sư điệt ngồi xếp bằng bên người nhìn biểu tình cố gắng nhẫn nại lại vẫn đỏ mắt đáng thương của y cùng với đôi vai run rẩy bàn tay lắp lư nhẹ lý trường thọ đột nhiên có cảm giác tội lỗi như làm điều gì đó sai trái sư điệt lý trường thọ ấm giọng kêu gọi linh châu tử yếu ớt ngẩng đầu lên trong mắt toát ra một chút bất đắc dĩ trường canh sư thúc ta không sao đạo tâm của lý trường thọ gần như tan chảy tại chỗ vội vàng nói không cần lo lắng ta dẫn ngươi đi đến thiên đình sinh linh ở nơi đó đều rất thú vị cũng rất ôn nhu nếu không chúng ta đánh cược linh châu tử nói rõ ràng sư thúc đánh cược như thế nào sư phụ nói đánh cược là thói quen xấu phải có đạo tâm kiên định nắm chắc xử lý sự vật lý trưởng thọ ngược lại còn bị linh châu tử giáo dục vậy thì thay một cách nói khác lý trưởng thọ cười nói sau khi đi đến thiên đình những người nhìn thấy ngươi đều sẽ lộ ra một ít nụ cười thân thiện nếu quả thật là như vậy ngươi liền đáp ứng bản sư thúc kết giao bạn tốt ở bên trong thiên đình như thế nào ừ. linh châu tử gật đầu đáp ứng đệ tử nghe theo sư thúc an bài lý trường thọ cười ôn hòa một tiếng không nhiều lời nữa cưỡi mây đi về hướng trung thiên môn trên đường tới lý trường thọ còn cố tình bay nửa vòng ở dưới khu vực do yêu tộc khống chế mà lúc trở lại sợ bị cao thủ yêu tộc mai phục cố ý đi vòng qua tây thiên môn trên không tây ngưu hạ châu linh sơn tóm lại là không dám làm trắng trợn làm khó đệ tử nhân giáo hắn cũng sẽ không để hắn xảy ra chuyện ở phụ cận linh sơn một đường không nói quá nhiều Lý Trường Thọ bí mật quan sát phản ứng của Linh Châu tử, muốn mau chóng hiểu rõ toàn bộ tính tình của Linh Châu tử. Cảm xúc của Linh Châu tử vào giờ phút này, thấp thỏm chiếm đại đa số, dù sao thì từ sau khi biến hóa liền không có rời khỏi bên trên Càn Nguyên Sơn, đây cũng là lần đầu tiên y đi xa nhà. Trưởng canh sư thúc. "Ừm." Lý Trường Thọ nghe tiếng cúi đầu. Linh Châu tử đang ngẩng đầu nhìn hắn, bên trong đôi mắt to tràn đầy linh khí kia, toát ra một chút bất đắc dĩ bộ dạng này của ta, thực sự không bình thường sao. Sư phụ dường như rất bối rối, vẫn luôn nói ta trở nên nam tử hán hơn một chút, hơn nữa vào thời điểm Ngọc Đình sư thúc nhìn ta, cũng sẽ thường xuyên có một loại ánh mắt đồng tình. Ha 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 ha, Lý Trường Thọ cũng bị Linh Châu Tử chọc cười, Linh Châu Tử cao mày, tràn đầy nghi hoặc nhìn Lý Trường Thọ. Trường canh sư thúc, sao thế? Không có gì, Lý Trường Thọ khoát khoát tay, cũng ngồi xếp bằng xuống trên mây, bộ sáng tóc trắng mày trắng hiền lành, ngược lại là khiến cho Linh Châu Tử cảm thấy thân cận, Lý Trường Thọ cười nói. Sư phụ vẫn luôn nói để người có khí khái nam nhi, là cảm thấy tính tình của người quá mềm. Ngọc Đình Sư Đệ cũng không phải đồng tình đối với người, cũng cảm thấy tính tình của người quá mức yếu đuối, bình thường mà nói, nam tử là đại biểu cho Dương Cương, nữ tử phần lớn là biểu tượng cho âm nhu, nhưng đây cũng không phải là tuyệt đối, chỉ là đa số người là như vậy. Thái Ất Sư Huynh tương đối thô giáp ở phương diện này, không thể kịp thời nói cho ngươi những điều này, chỉ một mực muốn ngươi trở thành nam tử Hán. Thiên địa âm dương, âm dương vốn cũng không phải là đối lập tuyệt đối, cũng không phải là tuyệt đối rõ ràng. Linh Châu từ hé miệng suy tư, Lý Trường Thọ nói bổ sung. Nếu muốn khiến cho sư phụ ngươi vui vẻ, chỉ cần sửa một chút thói quen nhỏ là được, Linh Châu từ vội nói. Mời sư thúc chỉ giáo. Ngày hôm nay không liền nhiều lời với ngươi, Lý Trường Thọ cười nói. Sau khi đến thiên đình, ta sẽ giới thiệu vài người bạn tốt cho ngươi, ngươi trước tiên ở chung một thời gian cùng với bọn hắn, tự mình tìm hiểu dáng vẻ mà sư phụ ngươi muốn ngươi biến thành, Linh Châu Tử lập tức có một chút muốn nói lại thôi. Lý Trường Thọ không có tiếp tục nói hết, cầm một bản kinh thư đưa cho Linh Châu Tử, để cho y giải buồn trên đường. Linh Châu Tử chính là Linh Châu Thượng Cổ, xuất thân từ Ngọc Hư Cung, tu vi cất bước chính là cảnh giới chân tiên, bây giờ cũng đã là cảnh giới thiên tiên hậu kỳ, khoảng cách với cảnh giới kim tiên còn cách một đoạn. Nhưng căn cơ của Linh Châu tử thâm hậu, chỗ dựa lớn nhất chính là thanh phúc nguyên thần của bản thân kia, nếu tu thành kim tiên, lịch luyện một hai nguyên hội, lại sẽ là một vị thanh phúc kim tiên giống như Vân Trung Tử, tăng vận khí cho diện giáo. Trong lòng Lý Trường Thọ nhớ lại, bên trong cố sự nguyên bản của đại kiếp phong thần, một phương tiệt giáo là nhờ vào đệ tử đời thứ hai cường hoành mà nổi danh, một phương xiển giáo thì là nhờ vào đệ tử đời thứ ba liều mạng với đệ tử tiệt giáo đời thứ hai mà nổi danh. Giống như Dương Tiễn Tu Bát cửu huyền công, vào trước khi nhập kiếp đã có mang theo thần vị thiên đình, thanh nguyên diệu đạo chân quân, kiếp sau của Linh Châu Tử, chính là Na Cha sau khi nhập kiếp lấy nguyên thần của Linh Châu Tử kết hợp với hoa sen bảo thân trở thành đại thần tam đàn hải hội. Đạt được bảo vật của Quảng Thành Tử, xích tinh tử, lại bị một câu đạo hữu xin dừng bước của thân công báo, nhảy trái nhảy phải, suýt nữa phản sát sư phụ ân sao, ân hồng, đây đều là nhân tài đạo môn mới nổi. Quả thật, nhân tài mới nổi của một phương tiệt giáo kỳ thật cũng không ít, nhưng hỏa linh thánh mẫu, văn trọng, dư nguyên, danh tiếng lại kém xa dương tiễn, na cha, lôi chấn tử, phải trăng thánh nhân lão ra nhà mình, lựa chọn đứng ở phía diện giáo bên trong đại kiếp phong thần, cũng có bộ phận cân nhắc này. Lý trường thọ cẩn thận suy nghĩ, trong đáy lòng cũng có một chút bất đắc dĩ, vì sao? bởi vì hắn cũng đã ngầm thừa nhận bên trong đại kiếp phong thần xiền tiệt chắc chắn sẽ giết mắt đỏ thập tuyệt trận khử khúc hoàng hà đại trận vạn tiên trận Và tòa đại trận mang tính tiêu chí đại chiến thăng cấp lý trường thọ đột nhiên lại nghĩ đến một việc những năm này đều đi chú ý cảm tình nam nữ tiệt giáo phát triển thập tuyệt liên hoàn trận mà kim quang thánh mẫu tần hoàn tần thiên quân bọn họ nghiên cứu cũng không biết như thế nào chuyện này sẽ không trở thành tiểu phục bút của đại kiếp phong thần đó chứ lý trường thọ suy tư đôi chút không nhìn được bật cười hiệu ứng hồ điệp của hắn đã bay lượn không biết bao nhiêu lần đến lúc này hết thảy tình thế phát triển vẫn đang tiến về phía đại kiếp phong thần lực lượng sửa đổi của thiên đạo hoặc là nói lực lượng kiềm chế của thế giới này thật đúng là không thể khinh thường lãng tiền bối muốn thay đổi lịch sử thần thoại trước đây đã trở thành một miếng vá nhỏ trên bánh xe lịch sử chính mình vẫn là lấy sự sống còn của bản thân làm ưu tiên hàng đầu dù sao thì nếu người chết cái gì cũng đều không còn trường canh sư thúc, Linh Châu Tử đột nhiên nhẹ giọng hỏi. Trên đời này, sinh linh giống như ta, có rất nhiều sao, Lý Trường Thọ ngẫm nghĩ, ấm giọng nói. Mỗi một sinh linh đều là cá thể đặc biệt, không cần phải vì phù hợp với quần thể mà thay đổi bản thân, trở nên hoàn thiện hơn và cải thiện bản thân. Sinh linh không cần có quá nhiều góc cạnh, nhưng cũng không cần quá mức mượt mà, dù sao, khéo đưa đẩy gì đó, cũng là sự tình của những lão nhân chúng ta linh châu tử nháy mắt mấy cái linh châu nghe không hiểu về sau vào lúc dưng hô không được gọi thằng danh hào chuyện này bằng với trực tiếp bại lộ lai lịch của bản thân lý trường thọ nghiêm mặt nói đây coi như là thói quen nhỏ thứ nhất ngươi cần sửa chữa vâng linh châu rõ ràng ừm ta hiểu được vậy mới ngoan lý trường thọ híp mắt cười nhìn tay thiên môn ở trong tầm mắt phía trước còn nhớ đến ước định vừa rồi ngươi có thể nhìn trên đường đi bọn họ có phải đều đang cười đối với ngươi hay không lập tức linh châu tử giữ vững tinh thần y vốn là có một chút sợ người lạ vào giờ phút này lại chủ động quan sát những thiên binh thiên tướng kia chúng thiên binh thiên tướng nói đạo lý thủy thần đại nhân mang về một tiểu tiên tử mê thanh mục tú tiểu tiên tử này còn dùng một loại ánh mắt trong suốt tò mò đánh giá chính mình, chính mình có thể đáp lại bằng biểu tình gì, còn không phải là đủ các loại nụ cười. Đi tới nửa đường, Linh Châu Tử liền không nhịn được kéo đạo bào của Lý Trường Thọ, bên trong đôi mắt to kia tràn đầy sao trời. Sư thúc, sư thúc, là thật, tất cả mọi người đều đang cười với ta, Lý Trường Thọ cười không nói, bùng phất trần, mang Linh Châu Tử bay về hướng phủ thủy thần của chính mình. Phân cao thấp cùng với bạch trạch lâu như vậy, đột nhiên trở về nơi yên bình như phủ thủy thần, thể xác tinh thần cũng đều có một chút vui vẻ. Trở về phủ thủy thần, Lý Trường Thọ ra lệnh cho thiên binh sửa sang lại một chỗ ốc xá, để cho Linh Châu Tử vào ở. Linh Châu Tử, ngươi hãy ở lại chỗ này, tất cả thiếu hụt đều có thể đề cập đối với thiên binh thiên tướng trong nội viện, bản sư thúc tại thiên đình, lớn nhỏ cũng coi như một phân thần, tất cả mọi người sẽ cho ta mấy phần mặt mũi, muốn đi ra ngoài dạo chơi cũng có thể. Mấy ngày nữa, ta sẽ an bài mấy vị thiên binh thiên tướng, luận bàn thuật pháp và thần thông cùng với người, người trước tiên tạm làm một chút chuẩn bị sau đó ra tay cũng phải có phân tắc đừng có đả thương người vâng tinh khí thần của linh châu tử vào giờ phút này đều tăng vọt lên cơ hồ tưởng như hai người so với ở bên trên càn nguyên sơn nàng khục y vái chào đối với lý trường thọ đệ tử đã rõ ràng con đường tu hành lần này mười sư thúc thỏa thích quất roi đệ tử mặt mo của lý trường thọ suýt nữa đỏ ửng lão âm dương sư thái ất chân nhân kia đã dạy thứ gì cho Linh Châu Tử, ách, cũng có thể là do tư tưởng của mình quá phức tạp, hiện tại ổn rồi. Lý Tĩnh ở độ tiên môn, Na Cha ở phủ thủy thần, nếu như hiện tại đến tìm ân phu nhân, diễn viên chủ yếu trong cảnh diễn trần đường quan kia, coi như đã góp đủ số, Na Cha thuộc về nhóm nhân vật chính thiên định trong cảnh diễn này. Ngao Bính hiện tại ngay cả trứng rồng cũng đều không phải, Mộc Cha, Kim Cha cũng có không vai trò gì ở bên trong cảnh diễn này, ở phía thạch kỳ nương nương, có cần trước tiên dò xét một chút hay không? bên trong đan phòng lý trường thọ nhìn bản đồ ngũ bộ châu giản lược trước mặt lẳng lặng xuất lặng thần hắn nhất tâm nhị dụng vừa suy nghĩ về cách cảnh diễn này được dẫn sát. vừa ở bên trong nhóm thiên binh thiên tướng trấn thủ tại phủ thủy thần tìm kiếm mấy vị thiên tướng khí thức dương cương tương đối nồng đậm làm việc tự mang quang hoàn hào tình vạn trượng để bọn hắn sau đó giao lưu trao đổi nhiều hơn cùng với linh châu tử lý trường thọ dần dần phát hiện ra ở bên trong tính kế đại kiếp vong thần trọng yếu nhất chính là phải ước lượng rõ ràng xu thế thiên đạo. Lấy Na để nêu ví dụ, bên trong kịch bản thiên đạo định ra đại kiếp phong thần, Na Cha trải qua đau khổ, tạo thành một loạt hậu quả, có bao nhiêu ảnh hưởng đối với đại kiếp phong thần, đối với thiên đạo, phân tích rõ ràng chuyện này, liền có thể đạt được mục tiêu bán tên có đích. Tổng thể mà nói, chính là phải bảo đảm chiến lược của Na bảo đảm Na trở thành một trong những chủ lực của trận doanh xiển giáo thông thường, còn có sự xung đột giữa Thái Ất và Thạch Kỳ cũng có khả năng sẽ trở thành dây dẫn nổ trong ngòi cho sự bùng nổ của trận đại chiến giữa hai giáo bằng vào mấy lần tiếp xúc cùng với thái ất chân nhân này lý trường thọ hoàn toàn không còn hoài nghi tư tưởng giác ngộ tiên hạ thủ vi cường cùng với các kỹ năng đẳng cấp miệng pháo trào phúng của thái ất chân nhân đáng tiếc hắn còn chưa thể tận lực nhằm vào thái ất chân nhân lý trường thọ biết chính mình cũng không thể đứng tại lập trường của xiển giáo hoặc là tiệt giáo hắn là đệ tử nhân giáo càng phải đứng tại lập trường thái thanh lão sư muốn chính mình ở vào đạo môn đại cục suy nghĩ một hồi lý trường thọ đứng dậy mang theo một chút sầu lo lẳng lặng dạo bước ở bên trong đan phòng tâm thần hơi động một chút lại là ở phía thiên đình ngao ất cùng với biện trang đi đến phủ thủy thần vào giờ phút này khóe miệng của ngao ất mang theo ý cười nồng đậm biện trang lại là ủ rũ mắt mang tơ máu nhưng lại lên dây cóp tinh thần để cho dáng vẻ của chính mình thoạt nhìn rất vui vẻ hai người đến trước thư phòng vừa muốn hành lễ lý trường thọ nhẹ nhàng đong đưa ngón tay cửa phòng mở rộng, trận pháp đóng lại. Vào đi, ngào ất cùng với biện trang cùng kêu lên xác nhận, cúi đầu vào thư phòng, ôm quyền hành lễ đối với Lý Trường Thọ sao bàn. Giáo chủ ca ca đã tìm được nữ tử yêu tộc thích hợp. Ngao ất cười nói. Hiện tại liền để cho biện trang động thủ, Lý Trường Thọ hỏi. Các ngươi tìm chính là vị nữ tử nào? Là người lão tìm, ngào ớt nói. Là một đại yêu thân băng nghiệp chướng ở nơi danh giới Nam Thiệm Bộ Châu cùng với Tây Ngưu Hạ Châu, tu vi cảnh giới thiên tiên. Đã điều tra lai lịch của nàng ở trong vạn linh điện, huyết mạch của nàng cũng là đại yêu thượng cổ, bây giờ hơi có một chút được ảnh hưởng ở bên trong yêu tộc. Tượng đất của đại yêu này thường xuyên kéo dây đỏ tán loạn khắp nơi, không có chỗ ở cố định, phong lưu thành tính, nếu như truyền ra một đoạn tin đồn phong hoa tuyết nguyệt thú vị cùng với thiên tướng, cũng sẽ không chọc cho người hoài nghi những chuyện khác liền phải xem bản lĩnh của phó thống lĩnh biện trang hai chân của biện trang run lên cười khổ nói mạt tướng tan xương nát thịt một lần chết không chối từ nhưng thủy thần đại nhân mạt tướng vẫn là thuần khiết lý trường thọ cười nói chỉ là cho ngươi đi lưu tình trong mộng cũng không phải để cho ngươi đi hiến thân sợ cái gì ai mạt tướng tuần mệnh ngao ất ra phải ngạc nhiên Biện phó thống lĩnh vậy mà giữ mình trong sạch như thế, biện trang lập tức bày ra vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc. Được rồi, Lý Trường Thọ nói. Tuyệt này để nhân duyên điện toàn lực hiệp trợ ngươi, nếu như không thành cũng không sao. Hơn nữa cũng không phải là để ngươi hạ phàm, chỉ là để ngươi thông qua thần uy điện gặp nhau cùng với nữ tử yêu tộc trong mộng. Cần nhớ rõ, chúng ta là muốn thông qua việc này, tiên dương với bên ngoài rằng thiên đình cũng không phải là con rối bị thiên đạo khống chế thiên tướng cũng có chân tình, cũng là sinh vật bằng xương bằng thịt, cũng không phải muốn người thật sự thân mật cùng với nữ tử yêu tộc, đặc biệt là một đầu đại yêu thân mang nghiệp chướng. Mặt tướng rõ ràng, biện trang cao giọng trả lời, sau đó lại sầu mi khổ kiểm, thỉnh nghiệm tình duyên đầu tiên của mình, chẳng lẽ liền phải. Lý Trường Thọ đột nhiên cao mày nói. Các ngươi chờ một lát, ta có việc ở chỗ khác, nói xong nhắm mắt ngưng thần, không nhúc nhích, tại tiểu quỳnh phong, Lý Trường Thọ đi ra khỏi đan phòng, nhìn một chút cực quang bay lên từ trên hát chỉ phong, lập tức dùng cỗ đạo nhân giới bản thể này cưỡi mây chạy tới. Đến hát chỉ phong, vào bên trong đại trận, đã thấy bạch trạch hóa thành bản thể nằm sấp bên cạnh đầm nước, trên trán có ba chiếc lông vũ dài sạc sỡ, quanh người có những tia sáng thần tiên nhiều màu sắc. Thủy thần, tia sáng thần tiên quanh người bạch trạch càng thêm lấp lánh, hóa thành hình người, tiến về phía trước vái trào. Lý Trường Thọ nói, Bạch tiên sinh gọi ta đến đây, thế nhưng là có chuyện quan trọng gì? Bạch trạch nghiêm mặt nói. Đối với thủy thần mà nói cũng không phải đại sự gì, chỉ là vừa rồi lúc bần đạo cảm ngộ thiên cơ, đột nhiên có cảm ứng, có hung họa hiện ở phía bắc Bắc Châu. Chỉ sợ là yêu tộc muốn ra tay đối với vu tộc Bắc Châu, bức bách thiên đình xuất binh gấp rút tiếp viện, từ đó chính diện giao thủ cùng với thiên đình, lý trường thọ vái chào, nghiêm mặt nói. Đà tạ tiên sinh nhắc nhở, bạch trạch cười nói thì thần thế nhưng đã sớm có suy đoán như vậy. Như vậy, ngược lại là bần đạo đã quá lo lắng. Không, ta cũng không có suy đoán như vậy, Lý Trường Thọ nói. Hơn nữa nói thật, ta tu đạo ngắn ngày, cảnh giới cũng chưa tới trình độ như tiên sinh, nói đến bí pháp suy tính, ta cũng chỉ vừa mới nhập môn, suy tính không ra quá nhiều sự tình ngoài bản thân. Sau này nếu có tình huống như vậy, còn xin tiên sinh kịp thời báo cho ta một tiếng, bạch trạch nhíu mày hỏi. Như vậy, trước đây thủy thần đã làm như thế nào tham gia đại sự thiên đạo, lại như thế nào chống đỡ cùng với phương Tây, làm ra nhiều quyết đoán như vậy. Lý Trường Thọ thở dài, có một chút bất đắc dĩ nói một câu. Không có gì khác, làm nhiều một chút chuẩn bị, đều suy nghĩ kỹ càng các loại tình huống mà thôi. Việc này, tiên sinh cũng không cần mong nhớ nhiều, lúc yêu tộc phát dài, Văn Thảo phạt thiên, ta đã bí mật thông báo cho vu tộc Bắc Châu, bọn họ đã làm tốt chuẩn bị ứng đối sẽ không bị yêu tộc đánh cho trở tay không kịp. Bạch Trạch vái chào đối với Lý Trường Thọ tán thán nói, hiểu rõ thủy thần càng nhiều, bần đạo càng không phục. Thủy thần bây giờ Ngọc Đế Vương mẫu không có ở thiên đình, cao thủ đạo môn có lẽ sẽ không can thiệp tranh chấp giữa vu yêu. Nếu thủy thần cần giúp đỡ từng trợ, còn xin kịp thời thương lượng cùng với bần đạo. Lý Trường Thọ gật đầu đáp ứng một tiếng, vái chào cùng với Bạch Trạch nói một tiếng về trước đi an bài chiến sự Bắc Châu, cưỡi mây rời khỏi Hắc Chỉ Phong tâm thần trở về thiên đình lý trường thọ bảo ngao ất biện trang trước tiên buông xuống một chút việc nhỏ này chỉnh đốn thủy quân thiên hà bổ sung các loại tư nguyên vật đầu tiên biện trang suýt nữa vô đến phát khóc sau đó lý trường thọ đẩy lực lượng tâm thần lên lớn nhất trong đáy lòng xuất hiện một đám cửa sổ nơi vũ tộc bắc châu tụ tập nơi yêu tộc hội tụ tại ranh giới bắc châu đều ở bên trong mạng lưới bao phủ tên thức đạo nhân giới của hắn đúng như lý trường thọ nói vũ tộc đã sớm trốn vào nơi tị nạn trước đây vu tộc có một bộ phận chiến vu đi quấy rối yêu tộc đó cũng là chỉ thị của hắn bi kịch tại hải nhãn đông hải lý trường thọ tất nhiên là muốn phòng ngừa lặp lại một lần nữa nhưng ở chỗ của yêu tộc thật yên tĩnh cao thủ yêu bình các nơi không có một chút vết tích điều động nào bất quá cảnh báo bạch trạch đưa cho tiến đánh vu tộc bắc châu đối với yêu tộc mà nói cũng là một nước cờ tốt xác suất việc này phát sinh cực cao lý trường thọ lặng lặng chờ đợi Kết quả liên tiếp mấy ngày, yêu tộc mảy may không có phản ứng gì, Lý Trường Thọ cảm thấy buồn bực, vẫn lưu lại hơn phân nửa tâm thần giám sát chỗ yêu tộc, dùng đo nửa tâm thần để xử lý sự vụ thường ngày ở các nơi. Lực lượng tâm thần không đủ, chỉ là khiến cho hiệu suất làm việc giảm xuống, tuy nhiên Lý Trường Thọ đều ổn trọng trong mọi việc, sẽ không có phiền phức gì, nhưng mà Lý Trường Thọ cũng không nghĩ tới chính là, một lần chờ đợi này của hắn, chính là trọn vẹn nửa năm. Trong vòng nửa năm, Linh Châu Tử cùng với thiên tướng Phủ Thủy Thần đã đối mặt với nhau mấy lần, nhưng mỗi lần đều bởi vì Linh Châu Tử quá mức ngại ngùng, ngoại trừ luận bàn đấu pháp, cũng chỉ là nhìn thiên tướng chơi đùa tại kia, căn bản không có dung nhập vào, việc này xác thực không thể nóng vội, cứ từ từ mưu toan. Thiên đình cũng đã làm xong đầy đủ chuẩn bị ứng chiến, mấy chục vạn tinh nhuệ thiên binh mang theo trăm vạn đậu tiên, có thể chi viện Bắc Châu vào bất cứ lúc nào. Khi Lý Trường Thọ bắt đầu hoài nghi, định nghĩa của Bạch Trạch đối với tai họa có phải hay không có một chút vấn đề, một tia khí tức quen thuộc xuất hiện ở chỗ yêu tộc Văn Tịnh. Tiên thức của Lý Trường Thọ như lưới, lập tức lần theo cỗ khí tức này tiến hành dò xét, rất nhanh liền thấy ba đạo thân ảnh có một chút mơ hồ, tiến vào mấy tầng đại trận yêu tộc bố trí dưới mặt đất. Văn Tịnh chủ động hiển lộ một tia khí tức này, thật ra là một loại ám hiệu bọn Hán đã định ra trước đó. Vì bảo hộ nội ứng của phe mình, lúc này Văn Tịnh đạo nhân cùng với hắn còn không thể trực tiếp liên hệ, mà sợi khí tức này cũng đủ để chứng minh lập trường của văn tịnh đạo nhân cũng không phát sinh biến hóa ba đạo thân ảnh này văn tịnh đạo nhân ở bên trái thiếu nữ có mái tóc dài màu trắng bạc sách theo một thanh trưởng kiếm đứng ở bên phải ở giữa lại là một thân ảnh cao gầy mang theo áo choàng lý trường thọ bấm ngón tay suy tính xác định chính mình cũng chưa gặp qua vị đạo sĩ này ở phía phương tây lại muốn gây sự rồi ách sẽ không phải là phương tây đến tìm lục áp hiến kế cung cấp trợ giúp chỉ điểm cho lục áp đạo nhân cùng với yêu tộc một con đường sáng tiến công vu tộc bức thiên binh thiên tướng hạ phàm khai chiến nếu đúng là như vậy vậy thì thần thông su cát tị hung này của bạch trạch thật sự quá phận thiên đình kiêng kỵ chính là thực lực bất phàm yêu tộc còn giữ bây giờ điện hạ vạn lần không được liên thủ cùng với linh sơn phương tây trong đại điện chống trải bên trên bảo tọa đài cao lục áp đạo nhân hóa thành bộ dáng lão đạo dùng một tay chống đỡ cái chán trong đáy lòng vang vọng lời nhắc nhở của bạch trạch ngày đó không hiểu sao có một chút bực bội bên cạnh đài cao hơn mười mấy vị lão yêu ngồi yên lặng bọn hắn vào giờ phút này phần lớn đều mang theo một chút cảm giác chấn kinh hưng phấn chỉ vì nghe được lời nói chậm rãi của vị lão đạo áo rách ở dưới đài kia thái tử điện hạ bây giờ chỉ cần phái ra chút ít binh mã uy áp vu tộc bắc châu tự nhiên có thể khiến cho thiên đình thất thố thiên đình bây giờ muốn hợp nhất địa phủ tuyệt đối sẽ không làm như không nhìn thấy đối với vu tộc Bắc Châu, đến lúc đó chỉ cần đại quân đuổi đến từ sau, vây kín chiến cuộc, tự nhiên có thể đánh cho Thiên Đình đau nhức. Bần đạo cũng biết, Thái tử Điện hạ cũng không muốn toàn diện khai chiến cùng với Thiên Đình, chỉ là đang chờ cơ hội để cho Thiên Đình biết khó khăn. Hoạt Đàm cùng với Thái tử Điện hạ, ngày hôm nay bần đạo đến đây, cũng không phải là vì khiến cho Thái tử Điện hạ chập đề tuyên chiến cùng với Thiên Đình. Thiên Đình đứng sau Thiên Đạo, nên đại hưng, trước đây phương Tây chúng ta mưu toàn áp chế Thiên Đình đại hưng đúng là vô cùng sai lầm, cũng khiến cho thiên đình rất có phê bình kín đáo đối với phương Tây chúng ta, đây tuyệt đối không phải ý của hai vị lão sư. Mọi người trong hồng hoang đều biết, phương Tây chúng ta cần cỗi, linh vận không thể, vân đạo cũng muốn làm cho phương Tây chúng ta chiếm một chút thần vị ở bên trong thiên đình, tăng chút số phận cho linh sơn chúng ta, chỉ thế mà thôi, cũng không cầu gì nhiều. Lão đạo áo rách kia ngừng nói, ngừng đầu nhìn lục áp đạo nhân bên trên bảo tọa, trên khuôn mặt gầy gò mang theo ý cười nhạt, cho người ta một loại cảm giác thân cận hiền lành. Vân Đạo cũng biết, Thái tử Điện Hạ có lẽ có chỗ cố kỵ, không muốn giáp tay cùng với Linh dân chúng ta. Trong lúc nói, Lão Đạo lấy ra một cái bao từ trong ống tay áo, dùng tiên lực đẩy về hướng đài cao, cái bao tự động cởi bỏ trong lúc bay về phía trước, trong đó lấp lánh ánh vàng, một cỗ thiên uy mênh mông nhộn nhạo lên trong điện, hiện lộ ra khối đại ấn trong đó, ấn tỷ yêu đế. Lục áp cùng với hơn mười mấy vị lão yêu kia bỗng nhiên đứng dậy, chúng lão yêu đang cố gắng khắc chế xúc động đưa tay khiến cho khối đại ấn rơi vào trong tay phải lục áp đạo nhân duỗi ra lão đạo áo rách cười nói đồ vật lần trước địa tạng sư đệ hứa hẹn cho yêu tộc lần này bần đạo cũng mang theo cho các vị địa tạng sư đệ kém cờ thủy thần một chiêu làm cho yêu tộc tử thương thảm trọng đã bị lão sư gian dạy vị thủy thần thiên đình kia thực sự khó ứng đối thái tử điện hạ ngươi sẽ không phải thật sự cho rằng thủy thần sẽ bởi vì ngươi chủ động hòa đàm mà tha mạng cho người đó chứ đừng quên trận chiến yêu thăng sơn thủ đoạn của hắn sao mà hung tàn hắn khác biệt với tất cả chúng ta hắn là nhân tộc lại là nhân tộc giáng sinh vào sau thượng cổ vốn là cất hận ý đối với yêu tộc các vị hãy cẩn thận châm trước vân đạo cũng sẽ không bắt buộc các vị liên thủ cùng với ta chỉ là đơn thuần cảm thấy thiên điện này nhân tộc tuy là nhân vật chính nhưng cũng nên cho những sinh linh đến từ viễn cổ thượng cổ chúng ta để lại một chút khe hở sống sót chư vị cảm thấy có đúng không theo tiếng nói của lão đạo áo rách rơi xuống trong đại điện rơi vào trầm tĩnh